Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Giao tập 20 của tác giả Dinh Tiểu Dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 136 Chấn Động Các Nơi Bên trong tiền đường trừ những người này còn có không ít nha dịch tay cầm thủy quả côn mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn mấy tên hộ vệ của ninh dương phủ thần sắc khẩn trương nhìn thấy Lưu Quyện Lệnh xuất hiện mới thở phào một hơi. Vừa rồi mấy người này ngên ngang đi vào trong huyện nhà, không nói lời gì kề đào trên cổ Chu Quyền Quý. Bọn họ mới đầu còn tưởng rằng có người tạo phản, muốn trước chế trụ nhưng mà nghe đối phương nói là người của Ninh Dương Phủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là sai dịch nho nhỏ, loại chuyện này vẫn không nên trêu chọc tốt hơn. Ngay trước mặt của nhiều người, Lưu Quyện Lệnh vẫn tỏ ra một chút quy nghi, xốc lại quần áo, chậm rãi đi tới. liếc chu huyện quý kia một cái, sắc mặt như thường, nhìn mấy tên hộ vệ kia hỏi. Ta là Quyền lệnh bản huyện, không biết mấy vị là... Hắn còn chưa dứt lời, đã có một gã hộ vệ móc ra một tấm lệnh bài từ bên hông. Lưu huyện lệnh nhận ra tiêu chí ninh dương phủ ở phía trên, trong lòng lúc này mới lại không hoài nghi, chỉ chu huyện quý nói không biết chu huyện quý đã phạm tội gì để cho mấy vị hưng sư động chúng chứ thật ra trong lòng lưu huyện lệnh cực kỳ bất mãn đối với mấy người ninh dương phủ dù nói thế nào nơi này là huyện nha an khê là địa bàn của hắn mấy người kia không phân xanh đỏ đã bắt người dưới tay của hắn còn trưng ra gương mặt như là xác chết đổi lại là người khác cũng không được vui bất quá đối phương là người của dương phủ hắn không dám biểu hiện sự bất mãn ra ngoài bao che, dung túng thích khách, hành thích tiểu dương gia, có tính là đại tội không? Hộ vệ kia lạnh lùng, liếc nhìn hắn một cái hỏi. Cái gì? Lưu Quyện Lệnh nghe vậy, vẻ đạm nhiên, trên mặt mất hết, thân thể lão đảo, quảng sợ, xém chút nữa, sụi lơ trên mặt đất rồi. Quay đầu, nhìn chú Quyện Quý, trên mặt hiện ra vẻ không dám tin, cùng với bội phục. Thích khách, hành thích tiểu dương gia cũng dám bao che bình thường sao không nhìn ra chu quyện quý tò gan vậy chứ dù là quyện lệnh như hắn cũng không dám nghe lưu quyện lệnh không biết chu quyện quý lúc này vẫn còn đang ngơ ngác trong lòng kinh ngạc dạng phần hắn lúc nào đã bao che thích khách hành thích tiểu dương gia cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám nữa tuy không biết tại sao những người này quan ủng mình bất quá hắn lại hết sức rõ ràng nếu như hắn lại không giải thích được hôm nay sẽ chết không thể chết lại rồi thành thích hoàng thanh quốc thích đây cái con mẹ nó chứ nhẹ nhất đều bị đài ra biên ải nếu như nghiêm trọng có khả năng rơi đầu xem như bao che cũng có tội rất lớn đại nhân minh giám hạ quan thật không có bao che bất kỳ kẻ nào chuyện hành thích tiểu dương gia hạ quan thật sự là không biết mà bị đau gác trên cổ chu huyện quý không dám có hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể lo lắng giải thích cũng ngay lúc này nam tử trẻ tuổi nằm trong góc rốt cuộc tỉnh lại vừa mở mắt đã thấy tỷ phu huyện quý của mình vô số quỷ khuất trong nội tâm rốt cuộc được phóng xuất kêu lớn tỷ tỷ phu bọn họ đánh ta nhanh kêu người bắt lái huyện quý không giống huyện lệnh cần hoàng đế ngự bút khâm điểm vẫn luôn được bổ nhiệm từ địa phương chủ yếu là trưởng quản tư pháp bắt trộm, trưng thu thuế của các loại sự vụ, quan chức không lớn, nhưng mà trong mắt người dân phổ thông đã là quan to rồi. Quyền lệnh, trù tính là chính cái vụ toàn quyện, quyện quý phụ trách chấp hành, phán án, thu thuế, đây đều là chức vụ của quyện quý. Dù một điểm nào cũng không cùng một nhịp thở với bách tính, từ trình độ nào đó mà nói, có một tỷ phu làm quyện quý đã đủ để cho hắn hoành hành tại quyện An Khê rồi. Tuy ở chỗ này, người hắn không thể triêu vào cũng rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không bao gồm những gia quả đi từ trong hốc núi kia ra. Tỷ phu, bọn họ đánh ta, nhanh, kêu người bắt lái. Thời điểm nam tử trẻ hô to, chu quyện quý, tựa như bị người bóp cổ, rốt cuộc nói không ra lời. Mới vừa rồi bị dùng đao đặt trên cổ, sợ hãi nên không có nhìn thấy người trẻ tuổi đang hôn mê. Chu huyện quý, há hốc mồm không phát ra được bất kỳ âm thanh nào sắc mặt trắng bệch Dạng dạng không nghĩ đến. Lưu Quyện Lệnh cũng có một chút ngạc nhiên nhìn nam tử trẻ tuổi, hành thích tiểu dương gia lại là em vợ của chu Quyện Quý. Thế thì không có chuyện gì để mà nói nữa rồi. Tuy hắn không tin cái tên kia có la gan dám hành thích tiểu dương gia, nhưng mà mặc kệ bên trong hiểu lầm cái gì, chu Quyện Quý lần này trốn không thoát. Chắc là bởi vì có quyển quý làm tỷ phu, người trẻ tuổi kia nghĩ mình đã có chỗ dựa, làm săn làm bậy khắp nơi, lần này rốt cục đã phải một tấm thiết bản rồi. Xem bộ dáng chu quyển quý, rõ ràng không biết chuyện này, nhưng đã phát sinh sự tình như thế. Vị trí quyển quý của hắn khẳng định là không gánh nổi rồi, về phần sau khi miễn chức còn chịu tội gì thì cũng chỉ có thể nhìn thái độ của Ninh Dương Phủ thôi. Không được, sau khi mình trở về vẫn phải hảo hảo ước thúc nghịch tử trong nhà một chút nếu hắn lại làm việc như trước chỉ sợ ngày mai của lưu huyện lệnh hắn cũng là chu huyện quý hôm nay lúc này người hận nam tử trẻ tuổi kia nhất không phải là chu huyện quý mà chính là những lưu manh bị hắn thuê mướn mười mấy con mắt như muốn phun lửa nhìn qua giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy vốn cho rằng ẩu đã tầm thường người nào nghĩ đến đối phương là là tiểu dương gia cái gì đó. Chỉ vì có một lượng bạc, ngay cả mạng của mình cũng trộn vào. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đã phát giác được vẻ mặt không ổn, ngơ ngác nhìn qua chu huyện quý, ở trên cổ còn bị dí đau. Không hô nữa, trái tim cũng dần liệm xuống. Mục đích của những người này hiển nhiên không phải lý hiền, nhưng mà đã liên lụy đến tiểu dương gia. Tự nhiên không đơn giản buông tha bọn họ chặt đầu có chút quá mức nghiêm trọng mà cần hoàng đế phê chuẩn tuy là đám người có lỗi nhưng mà tội không đáng chết bất quá trắng trợn cướp đoạt cách điều chế như ý lộ cũng nói rõ đánh chủ ý đến ninh dương phủ không chết cũng phải lột già thấy người ninh dương phủ tựa hồ không quý làm lớn chuyện lưu quyện lệnh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm chỉ là không nghĩ tới như ý lộ gian dội khánh an phủ lại vừa sinh ý của Ninh Dương Phủ, quả thật để cho hắn kinh ngạc một phen. Nhắc tới, Chu huyện Quý cũng thật sự không may rồi. Gặp được một thân thích cực phẩm, ngay cả sinh ý Dương Phủ mà cũng dám đoạt. Dù thế nào, huyện Quý cũng là một trong bá chủ của huyện nhà. Chuyện phát sinh trong huyện nhà tất nhiên đã truyền đi rất nhanh. Nghe nói hôm nay huyện nhà xảy ra chuyện. Không thể nào, huyện nha có thể xảy ra chuyện gì? ta cũng nghe huynh đệ làm nha dịch ở trong đó nói lần này chu uyển quý sợ rằng phải xui xẻo rồi nghe nói em vợ chu uyển quý tìm người ép hỏi mua cách điều chế như ý lộ không nghĩ tới như ý lộ kia thế mà có quan hệ cùng ninh dương phủ á hả như ý lộ người nói là như ý lộ của như ý phượng đang nổi danh gần đây sao trừ như ý phượng nội thành nó còn có cửa hàng nào mà bán như ý lộ đâu cái gì như ý lộ có quan hệ cùng Ninh Dương Phủ à? Bên trong một đại diện nào đó truyền đến tiếng chén trà dở dụng. Làm sao có thể chứ? Nghe nói tin tức này một tên Phú Thương Khánh An Phủ trợn mắt há mồm Cũng may chúng ta còn chưa xuất thủ nếu không thì thì. Ở chỗ khác đồng dạng có người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 137 Tạo mối quan hệ sau khi bọn người lão phương trở về, lý dịch mới biết được chuyện này. đối với con hàng đuôi mù cản xe ngựa của lý hiên, lý dịch cũng chỉ có thể mặc niệm trong lòng cho hắn thôi. nguyên lai tưởng rằng đợi đến khi ninh dương phủ kinh doanh cửa hàng khai trương, những người đang nhìn chằm chằm vào như ý lộ sẽ thức thời bỏ ý nghĩ làm loạn. bị cái tên hoàng khố kia quấy nhiễu như thế, sợ rằng tất cả mọi người đã nghe được phòng thành cũng không dám ôm tâm tư gì với như ý lộ nữa rồi ổn định tâm thần suy nghĩ một chút đưa ra kết luận để lý dịch thổn thức không thôi nếu hắn không biết lý nhiên không có hợp tác cùng ninh dương phủ cho dù là một quyện quý nho nhỏ cũng có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái dù sao một người là dân một người là quan người lần trước đến cửa du hãm và đám bộ khoái xuất hiện sợ rằng cũng do quyện quý kia bày mưu đặc kế đầu năm nay làm quan thì vẫn rất tốt nếu như mình là huyện quý, không phải sẽ không có những cái chuyện này sao? Đương nhiên, thật là cho hắn đi làm huyện quý, lý dịch cũng không nguyện ý, chỉ cầm có một chút tiền lương, làm việc thì thật là nhiều mà không có lợi. Còn không bằng, hảo hảo, ôm chặt bắp đùa của Ninh Dương Phủ, không biết mạnh hơn huyện quý bao nhiêu lần nữa. Đương nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, không phải mỗi lần gặp chuyện thì Lý Hiền đều họp thời xuất hiện, nếu như có thể tìm hiểu nhiều bắp đùi thì đến lúc đó sẽ thêm ra nhiều lựa chọn cứu cấp rồi. Cho nên khi thấy nữ bộ đầu kia đi qua cửa hàng, Lý Dịch nhanh chóng bắt chuyện. Lý bộ đầu lại tới tuần nhai à, muốn tiến vào uống nước trà hay không vậy? Có rượu không? Nữ tử một thân màu lam nhạt nhìn hắn, khiêu mi hỏi. Có. Lý Dịch cười đáp. Rượu là liệt tử, dùng phương pháp chân cất làm ra, thuần hương xông lên mũi trước khi mà tử quán hợp tác cùng Ninh Dương Phủ còn chưa khai trương đây là phần độc nhất Khánh An Phủ Thành có rượu đương nhiên cũng phải có đồ ăn hiện tại không giống với lúc vừa mới tới đây có bạc tự nhiên cũng không cần quay lại thời gian mỗi ngày không có bao nhiêu chất béo hai món rau hai món ăn nóng đều do lý dịch tự mình làm dùng để nhắm rượu không có gì mà thích hợp cho bằng lý bộ đầu xin mời Lý Minh Châu nhìn qua rượu và đồ ăn trên bàn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên. Không phải nói vào uống chén nước thôi sao? Nhìn thấy một màn trước mắt, thấy thế nào cũng giống như đã sớm chuẩn bị vậy. Nhìn Lý Dịch một cái, vẫn thuận thế ngồi thẳng, lại không quản hắn có tâm tư gì, chí ít là rượu và đồ ăn nhìn qua không tệ rồi, hắn cũng thật là có lòng. Cầm đũa, kẹp một ngụm thức nhắm, cảm giác không tệ lắm rất hài lòng đối với khẩu vị kỳ lạ này nha. Có chuyện gì? Nói đi. Lại nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nhìn Lý Dịch một cái nói. Nàng có chút thưởng thức đối với bản sự của thư sinh trước mặt. Xem ra mặt mũi một bàn thịt rượu hiện tại, nếu hắn yêu cầu không quá phận, ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Lý bộ đầu hiểu lầm rồi, lần trước nếu không có lý bộ đầu, như ý phường chỉ sợ không tránh khỏi một trận kiện cáo thịt rượu nho nhỏ chỉ muốn biểu thị cái lòng cảm kích của tại hạ thôi lý dịch cười cười nhìn nàng thản nhiên nói đối với nữ bộ khoái này hắn còn thật chưa có chuyện gì muốn nhờ cả cho dù là có đi nữa cũng không thể nói thẳng ra tục ngữ có nói bắt người tai ngắn cắn người miệng mềm huyện nha an khê cách cửa hàng không xa nếu mà vị quận chúa này ăn mấy lần cơm uống mấy ngụm rượu ở đây sau này nếu như thật sự gặp được chuyện gì, nàng chắc chắn là sẽ không quanh tay đứng nhìn rồi. Hiện tại, vẫn chỉ là bước đầu tạo mối quan hệ thôi, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra yêu cầu. Việc nằm trong phận sự, không cần nói lời cảm tạ. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, phối hợp dùng bữa uống rượu. Hoàng hãy nói, rượu và đồ ăn thật là hợp khẩu vị của nàng. Nghe nói ngươi và Ninh Dương Phủ hợp tác sản xuất như ý lộ sao? Lý Dịch gật đầu, tin này truyền đi rất nhanh, phải biết hôm nay mới qua ngày thứ hai mà thôi. Ngươi thật thông minh. Bình rượu lão phương dụng trộm, giấu đi đã bị nàng uống sạch rồi, mặt như cũ không đổi sắc. Nhìn lý dịch trong mắt, toát ra một cái tia tán thành hiếm thấy. Không thể phủ nhận như ý lộ là đồ tốt, bên trong ẩn chứa lợi nhuận rất to. Rất ít người có thể chịu đựng được vụ hoạt, nếu không có đầy đủ lực lượng, thủ không được bảo bối dạng này chỉ sợ không lâu sau sẽ bị những người kia ăn cả cặn cũng không còn biện pháp thông minh nhất là trèo lên một cái cây cổ thụ dường ra một bộ phận lợi ích có thể bảo đảm an toàn cho chính mình chỉ là không nghĩ tới hắn lại có bản sự trèo lên ninh dương phủ xem ra quan hệ của hắn và vị đường ca kia của mình cũng không bình thường rồi lý minh châu nghĩ tới đây cửa có người đi tới sau một khắc Lý Hiền có một chút kinh ngạc nhìn nàng hỏi Hớ? Minh Châu? Tại sao mũi ở chỗ này? Vừa dứt lời bỗng nhiên hít hít cái mũi hỏi Ô trời! Thứ gì thơm vậy? Lần theo mùi thơm, ánh mắt tìm đến rượu và đồ ăn trên bàn Sau một lát, trên bàn lại thêm một đôi đũa Lý Hiền nghi hoặc nhìn đường mũi tự rót rượu uống một bên Nghi hoặc vì sao mà nàng lại xuất hiện ở đây chứ? Nhưng mà lực chú ý rất nhanh đã bị thịt rượu trước mắt hấp dẫn rồi. Rót đầy một chén rượu vừa mới cầm lên. Hôm nay tới đây muốn làm chính sự, do dự một chút lại buông xuống, nhìn Lý Dịch hỏi. Người nói là thổ địa dưới chân của chúng ta là tròn, có chứng cứ gì không vậy? Không có. Lý Dịch hớp một ngậm trà, rất thẳng thắn đáp. Lấy tính cách hiếu kỳ của Lý Hiền, nếu mà hắn giải thích, đối phương sẽ hỏi không ngừng, dứt khoát không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vậy người lần trước nói, vì cái gì mà lá cây rơi xuống mặt đất, vì sao lại nhìn thấy bản thân trong nước còn có... Lý Hiền không hề xoắn xuýt vấn đề vừa rồi, dù sao nghi hoặc quán còn có rất nhiều, có cơ hội sẽ hỏi. Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch kinh ngạc, sau đó mới nhìn hắn, vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta vẫn nói một chút về vấn đề đại địa có tròn hình đi. Lý Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Thực ra nói đúng hơn, nó hẳn là như một quả bóng vậy, mà lại chẳng phải tròn. Vấn đề này thật cũng không khó giải thích. Mặt biển hình cung, tàu thuyền ở trên mặt biển lái tới, luôn luôn nhìn thấy cột bườm trước, ngẩng đầu nhìn lên trời, sẽ để ý hai bên cao thấp khác nhau. Những hiện tượng thường gặp bên trong sinh hoạt hàng ngày đều có thể giải thích. Thậm chí, phương pháp dùng tương tự cũng có thể dễ dàng giải thích mặt trăng và mặt trời đều có hình tròn nếu thổ địa dưới chân bọn hắn không giống thì có phải có một chút quái dị không hợp bày rồi nhưng mà lý hiên từ trước đến nay chưa từng thấy biển đứng trong diện nhìn mặt trời cũng không nhìn ra cao thấp mà mặt trăng và mặt trời cùng thổ địa dưới chân của bọn hắn có quan hệ gì lý dịch bắt đầu có chút nhức đầu rồi thôi ta đi tuần đây lý minh châu rốt cuộc minh bạch quan hệ của hai người sâu cạn như thế nào Chương 138 Tri Phủ Lo Âu Ninh Dương Phủ bên trong một cái phòng nhỏ Dương quản Gia nhìn một sắp sổ sách dày ở trước mặt Khuôn mặt béo hiện ra vẻ buồn rầu Làm quản Gia chuyên môn quản lý sinh ý ở bên ngoài Dương Phủ Hắn có thói quen kiểm tra đối chiếu sổ sách mỗi tháng một lần Cứ như vậy hắn có thể biết được tiền thu mỗi tháng trong Dương Phủ So sánh những năm qua gia tăng hay là giảm xuống Nguyên nhân ở nơi nào nếu tiền thu ít hơn đến lúc đó sẽ không hay khi mà bàn giao lên trên, mà đây cũng là vấn đề hắn luôn buồn rầu. Đã sắp đến cuối năm, hắn cộng lại lợi nhuận tất cả sinh ý nhiều như rừng bên ngoài Dương phủ, bất quá chỉ bằng một nửa năm ngoái. Hai tháng sau, sợ rằng tối đa cũng chỉ bằng bảy thành năm ngoái thôi, vậy là xem như hắn đã thất trách rồi. Nếu như Dương gia trách tội xuống, chỉ sợ là vị trí quản gia này của hắn sẽ bị lung lay. May mà nhà xưởng như ý lộ và liệt tử cũng đã bắt đầu vận hành rồi. Các cửa hàng trong thành đến ngày mai có thể chính thức mở cửa. Xin ý hai thứ này chính là hy vọng lớn nhất của hắn. Nhưng mà có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận trong lòng hắn thật không xác định được. Giảng nhất Trong lòng Dương quản Gia lo sợ bất an. Trong lúc phiền muộn, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đứa bé khỏe mạnh kháo khỉnh, chừng 10 tuổi chạy vào khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có vẻ non nớt, có bảy tám phần giống với dương quản gia, riêng cái thân hình tròn do. Một gương mặt bành càng giống chạy đến trước mặt dương quản gia, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra nói, Phụ thân, cho con mấy đồng, con muốn mua mứt quả ăn. Dương quản gia đang buồn rầu, đột nhiên nhìn thấy thằng con, trong lòng bỗng dưng nổi lên lửa giận mắng. Ăn ăn cái con khỉ, tối ngày chỉ biết ăn, nhìn xem con ăn thành cái bộ dáng gì rồi cu cậu còn đang suy nghĩ sau khi ra ngoài sẽ chạy đi nếm thử đường tuyết cầu mà băng đường hồ lô liễu thị mới cho ra đời mấy ngày trước. Nghe đám tiểu đồng bọn họ nói đường tuyết cầu ăn còn ngon hơn mức quả khác. Không kịp chờ đợi chạy vào để đòi tiền cha. Thế mà bị mắng cho một trận hoảng chốc ngẩn người. Tiên sinh dạy con bài đều đã thuộc hết chưa vậy? Nhìn thấy con trai si ngốc đứng tại chỗ dương quản gia càng bực mình xụ mặt hỏi. Chính mình không có đọc qua nhiều sách, khó khăn lắm mới thi đậu tú tài, về sau nhiều lần gặp khó, vật giả chen một chân vào làm việc trong Dương phủ, mười mấy năm qua, từng bước một đi đến vị trí bây giờ, tuy là những cử nhân ngoài kia cũng không sống thoải mái như là hắn hiện giờ, nhưng mà con đường đó mới là chính đạo, nghĩ đến việc giao cho nhi tử đi làm mộng tưởng mà mình chưa hoàn thành, ai có thể ngờ rằng cái thằng con cũng chả thích sách vở, ngược lại lúc nào cũng không quên ăn. Thật đúng là con ruột mà. Thuộc, thuộc chứ. Thằng nhóc vẫn có chút nhãn lực, biết hiện tại cha không vui, lắp bắp đáp. Vậy thì đọc một lần cho ta nghe đi. Không biết lão cha hôm nay thế nào bỗng nhiên muốn kiểm tra bài tập của hắn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mắn, mình hôm qua đã cố gắng học thuộc những câu kia, lúc này đọc thuộc lòng ra, tuy có một chút lấp bắp nhưng mà cũng may không có chỗ sai lầm nghe hài tử đọc xong sắc mặt dương quản gia đỡ đi một ít bất quá trong lòng có một chút nghi hoặc trước kia khi mà kiểm tra con mình không lần nào có thể hoàn chỉnh đọc xong lần này làm sao Trúng tạ vậy trời dũng nghĩ nếu nó không học bài thì sẽ răng dạy hai ba câu khuyên bảo hắn phải thật đọc sách tốt chớ của cả ngài muốn chơi đùa và ăn không nghĩ tới tiểu tử ngày hôm nay phát huy vượt xa bình thường. Mấy câu răng dại chuẩn bị trong bụng nhất thời không có đất dụng võ rồi. Kế hoạch bị đánh gãy, Dương quản Gia khôi phục lại vẻ bình thường, thuận tay lấy qua một tờ giấy trắng, cầm bút viết mấy dòng chữ đưa cho thằng nhóc nói. Biển học vô bờ, không thể kiêu ngạo tự mãn, học thuộc lòng có mấy câu này, đêm nay ta sẽ kiểm tra thật hư. Trước đó vài ngày khi mà lên núi, nữ tiên sinh để cho đám trẻ con đọc những lời này. Dương quản gia ngày hôm đó nghe đến nỗi ù tai, vô ý viết ra vài câu mà mình nhớ kỹ nhất. Lúc này vừa dặn dùng vài câu đuổi nó ra ngoài, tối thiểu trước khi nó học thuộc sẽ không tới làm phiền mình. Đi, đi đi. Dương chuẩn quỷ khoát tài, không kiên nhẫn nói. Tiểu hài tử sững sờ, cầm trang giấy đi ra khỏi phòng. Nó mới có 10 tuổi còn chưa có suy nghĩ rõ ràng. Vì cái gì mình đọc xong không được khen thưởng mà còn tiếp tục nhận trừng phạt nữa. Tiểu tử ngốc trệ ngồi dưới mái hiền trước phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ mặt buồn mang mát. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, nâng lên trang giấy trong tay. Hắn trải qua mấy năm tư thục, đã có thể nhận biết không ít chữ. Dưới mái hiền rất nhanh có âm thanh vang lên đệ tử quy thánh nhân quấn thủ hiếu đệ lần cẩn tinh bác ái chúng mà hôn nhân thành nằm của hài đồng thanh thúy linh động nhưng mà khi thì xen lẫn tiếng thở dài không khí thật có một chút không hợp nhau cùng một thời gian một trung niên nam tử sắc mặt uy nghiêm đi ra từ trong thư phòng của ninh dương xoa xoa mi tâm thu gió lạnh lẽo thổi qua ngược lại làm choáng thanh tĩnh đi rất nhiều tri phủ đại nhân ta à, đưa ngài hồi phủ. Một lão nhân mặc y phục quản gia đi tới cung kính nói. Trung niên nam tử khoát tay nói. Không cần, bản quan vẫn biết đường đi trong dương phủ, tự mình trở về là được rồi. Lão giả nghe vậy không kiên trì, nhìn thân ảnh trung niên nam tử dần biến mất, mới quay người thổi lui. Lúc này, trên mặt của trung niên nam tử đi trong dương phủ lại lộ ra vẻ buồn rầu làm tri phủ khánh an phủ chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong phủ qua thêm hai tháng chính là thời điểm hắn hồi kinh báo cáo công tác đến lúc đó triều đình sẽ tiến hành khảo hạch đối với chiến tích của hắn trong một năm nay tất cả lĩnh vực quan hệ với khánh an phủ như nhân khẩu đất đai thu thuế lương thực trị an giáo hóa có tình huống như thế nào sau đó dựa vào đó mà thưởng phạt hắn cũng không lo lắng những phương diện như đất đai thu thế này, nhưng mà duy chỉ có giáo hóa quả thực để cho hắn lo lắng không thôi. Học sinh Khánh An phủ biểu hiện không tốt trong khoa thi năm nay mà số lượng đậu tiến sĩ ít hơn bao năm qua rất nhiều. Cứ như vậy, công tích của hắn ở phương diện giáo hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Học vấn của một người không phải ngày một ngày hai có thể thành. Tuy nói các phương diện khác có tiến bộ có thể che lại giáo hóa không đủ, nhưng mà trên mặt mũi vẫn có chút không qua được dù sao khánh an phủ chính là thành trì lớn nhất ngoài kinh đô cảnh Quốc. số lượng học sinh cũng gần với kinh đô qua cử những năm qua số lượng ngang bằng với kinh đô nhưng mà lần này lại bị bỏ xa rồi trong lòng đang nghĩ đến chuyện này lúc mà đi ngang qua phòng nhỏ chợt nghe từng tiếng đọc đức quảng bên tai đệ tử quy thánh nhân quấn thủ hiếu đệ lành cẩn tinh Ô, chương 139, đến nhà cầu văn. Đệ tử quy, thánh nhân quấn, thủ hiếu đệ. Trung niên nam tử dừng bước, cẩn thận nghe nội dung của đứa bé đang đọc. Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Dài câu này đọc qua trôi chảy, mặc dù văn tự đơn giản dễ hiểu mà gần như nói linh tinh, nhưng mà cẩn thận nghe, tựa hồ có tác dụng dưỡng tính. Rất thích hợp dạy cho hài đồng khải khai trí tuệ văn chương cùng loại này thật ra là có, nhưng mà tương đối tối nghĩa, nói trắng ra, dễ hiểu như thế thì lại hiếm thấy rồi. Mà hắn chưa từng nghe nói qua cái bài văn mà đứa bé kia vừa đọc. Ngoài ra, đường tuyết cầu lại là cái gì đấy? Đứng ngoài diện nghe một hồi, đứa bé nói tới nói lui có mấy câu này, trung niên nam tử nghĩ đến một vài chuyện, trên mặt hiện ra một tia nôn nóng, nhanh chân đi vào. Tiểu hài tử đang cầm tờ giấy trong tay, trong miệng chỉ lẩm bẩm ba chữ đường tuyết cầu mà chảy nước bọt nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn thấy một người xa lạ đi vào diện. thằng nhóc hơi kinh ngạc nhìn người kia trên mặt hiện ra sắc mặt hơi câu nệ thằng nhóc con ngươi vừa rồi đang học thuộc lòng bài văn sao thằng nhóc hơi kinh ngạc nhìn người kia trên mặt hiện ra sắc mặt hơi câu nệ thằng nhóc con ngươi vừa rồi đang đọc thuộc lòng bài văn sao Động tri phủ đến trước mặt của cô cậu ôn hòa hỏi Lão cha có nói qua Ở trong dương phủ đều có quý nhân Dặn hắn là ngày thường chỉ được chơi đùa trong khu vực này Không thể chơi lung tung chạy đụng người khác Kinh ngạc nhìn người xa lạ trước mặt Cũng không có trả lời ngoan ngoãn đưa trang giấy trong tài tới Đồng tri phủ tiếp nhận trang giấy Phát hiện phía trên cũng chỉ viết có vài câu khi hắn xem hết nội dung bên trong mấy dòng chữ tinh quang trong mắt đại phóng có một chút vội vàng hỏi Người biết cái này ai viết ra không? Dương quản gia còn thẩm tra đối chiếu sổ sách trong phòng cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra ngẩng đầu nhìn lên thằng con ho đầu vào Lại cúi đầu bỗng nhiên quên mình vừa mới tính tới cái chỗ nào rồi Trên mặt hiện ra một vẻ tức giận trừng thằng con một cái nói Thuộc hết chưa? Nếu không thuộc được cẩn thận cái mông của ngươi á. Lúc này, sau lưng của tiểu hài tử duỗi ra một cánh tay hoàn toàn đẩy cửa phòng ra, một trung niên nam tử quen mặt từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người kia, dương quản gia đầu tiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trung giọng hô, đóng, đóng tri phủ. Hắn lúc này nghĩ là mà sợ, chẳng lẽ cái thằng ranh con này chạy đụng vào người của đóng tri phủ rồi, người ta đến hưng sư để mà dấn tội sao, Nghĩ tới đây, dương trưởng quỷ nhất thời có một chút rung chân, suýt nữa sụi lơ trên ghế. Ta hỏi ngươi, mấy câu chữ này do ngươi viết, sao không có đoạn dưới vậy? Đổng tri phủ không rảnh nói nhảm, cầm tờ giấy đi đến trước mặt quán hỏi. Mấy câu sao? Dương quản gia ngờ ngác nhìn trang giấy mình vừa mới viết cho con mình đọc thuộc lòng trong tay đổng tri phủ, nhìn lại sắc mặt của đổng tri phủ, trái tim hoảng buồn lỏng, chỉ cần không phải đến hưng sư dấn tội thì tốt rồi." Nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi, cười kể lại: "Nghĩ không ra một sơn thôn nho nhỏ lại có người tài ba như vậy à?" Sau khi mà Đổng Tri phủ nghe xong, đưa tài vuốt râu tán thưởng, lấy kiến thức quán, tự nhiên nhìn ra ý nghĩa ẩn chứa trong mấy câu ngắn mũi này. Đây rõ ràng là một bài văn dạy hài đồng học lễ, người ta nói tiên học lễ, hậu học văn từ nhỏ dạy bảo để mà trở thành một người có tính cách đôn hậu, thiện lương, dùng để giáo dục con cháu rất hữu ích, từ đó tạo thành gia phong và phong cách học tập tốt đẹp. Nếu bài văn này có thể phổ biến ra trong một giáo hóa nhất định sẽ tạo ra một công lao to lớn, chuyện tốt đẹp có thể lưu truyền, không chỉ có thể dễ dàng giải quyết nan đề của hắn hiện tại, nếu chân chính làm ra một chút thành tích, sợ rằng còn có khả năng lưu danh sử sách nữa. Người làm quan có ai không khát vọng có thể lưu danh sử sách muôn đời, chỉ dựa vào chiến tích thắng hiện tại, muốn làm đến điểm này không khác gì lên trời. Nhưng mà công tác giáo hóa lại có thể ảnh hưởng hậu thế. Vừa nghĩ đến đây, cho dù lấy tâm tính hắn giờ phút này cũng không khỏi có vẻ kích động. Người có biết toàn phần bài văn này không vậy? Ánh mắt của Đổng Tri Phủ sáng rực nhìn Dương quản Gia hỏi. Hắn bây giờ rất bức thiết muốn biết bài văn này có phải giống như hắn tưởng tượng hay không. Một bài văn chương tuyệt hảo cho công tác dạy học, miễn cho đến lúc đó không vui một trận. Bẩm đại nhân, tiểu nhân hôm đó cũng chỉ nghe qua có hơn 10 câu thôi, không biết phía sau có còn không. Dương quản gia thành thật trả lời. Đổng tri phủ nhìn hắn trầm ngâm một lát nói, người sai người đi hỏi tiên sinh kia một chút, nếu thật sự có cần phải mang toàn phần án văn mang về đưa đến phủ nhà. Quản gia Dương Phủ cũng coi như là một nhân vật có tiếng tâm ở bên ngoài, nhưng mà trước mặt Khánh An Tri Phủ chỉ có thể liên tục gật đầu xưng dân. Vì biểu thị hắn tận tâm đối với việc này, đóng Tri Phủ chân bước vừa rời đi, Dương Quản gia vội dàng rời khỏi Dương Phủ, phân phó gia đình, đánh xe, mau mau xuất phát, tranh thủ thời gian ngắn nhất làm công việc được giao. Liễu Diệp Trại bên ngoài học đường tần tình một lần nữa nhìn thấy dương quản gia biết được hắn không phải tìm đến tỷ phu mà đến tìm mình trong lòng hơi có một chút kinh ngạc nàng có một chút ấn tượng với dương quản gia chỉ biết tựa như đối phương là bằng hữu của tỷ phu mấy ngày trước còn thấy hai người nói chuyện cạnh suối cũng không có lãnh đạm sau khi nghe mục đích hắn đến đây có một chút kinh ngạc Ngày vừa rồi nói là đệ tử quy này đây hả Tần tình trở vào học đường lấy ra một bản thư tịch hơi mỏng do tự nàng sao chép đưa cho Dương quản Gia nói. Dương quản Gia dỗ dàng tiếp nhận lật ra xem. Nhìn thấy vài câu mở đầu quả nhiên giống như đúc mấy câu hôm qua mình nghe được. Lật qua vài trang đằng sau thế mà còn mấy trăm câu mới biết mình hôm đó chỉ là nghe vài đoạn ở bên trong thôi. Hắn mừng rỡ trong lòng rốt cuộc có thể giao nộp được đóng tri phủ rồi. Không biết cô nương có thể cho ta một phần nguyên văn của đệ tử quy hay không vậy? Hắn nhìn tần tình, dội hỏi. Tần tình nghe vậy, hơi do dự nói ra. Đệ tử quy này không phải là tiểu nữ sáng tác. Chuyện này cần phải hỏi lại mới có thể cho ngài câu trả lời chắc chắn. Không phải là cô nương sáng tác sao? Dương quản gia sững sờ, tần tình gật gật đầu, sau đó giải thích. Lại là hắn à? Dương quản gia thì thào, không nghĩ tới bài văn là do thư sinh kia sáng tác, hơi kinh ngạc một hồi, sau đó cười nói. Thật là không dám giấu, ta phụng mệnh đổng tri phủ tới đây lấy nguyên văn đệ tử quy này. Tri phủ đại nhân rất tán thưởng nó, đây đối với Lý Công Tử mà nói cũng là một chuyện tốt á. À. Tri phủ đại nhân à? Tần tình nghe vậy, kinh ngạc, che cái miệng nhỏ nhắn đang há to kinh hồ. Đối với nàng, từ nhỏ sống ở đây, rất ít ra ngoài mà nói, quyện lệnh của An Khê cũng đã là quan viên vô cùng lớn, còn cao hơn thì thật ra nàng không thể tưởng tượng nổi. Chương 140 Muốn Phát Triển Tố, tốt cho một đệ tử quy. Đổng tri phủ liếc nhìn sách mỏng trong tay, vẻ mặt u sầu biến mất, cầm toàn phần đệ tử quy, nhìn không được tán thưởng. Đệ tử quy sao? Một người đang đứng gần đó ngẩng đầu nhìn sang đổng tri phủ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không biết sự tình gì để cho đổng đại nhân vui vẻ như thế đệ tử quy kia lại là vật gì phùng giáo sư đệ tử quy này ông cũng xem một chút đi nhìn ra cấp dưới nghi hoặc đổng tri phủ khép quyển sách lại đưa tới nam tử gọi phùng giáo sư đưa hai tay tiếp nhận quyển sách lòng đầy hiếu kỳ lúc nhìn xuống nhìn thấy ba chữ nhỏ đệ tử quy xinh đẹp ngoài bìa ngẩng đầu nhìn đổng tri phủ một chút lúc này mới lật ra tờ thứ nhất. Trong đó chỉ có hơn một ngàn chữ, Phùng giáo sư lại nhìn rất chậm, dần dần sắc mặt quán, bình tĩnh trở nên kích động. Động đại nhân, cái này, cái này, đệ tử quy, người lấy ở đâu vậy? Phùng giáo sư ngẩng đầu nhìn đổng tri phủ, thần sắc chấn động. Chỉ có vài câu chữ, thông tục dễ hiểu, tuyên dương hiếu nghĩa thành tính, người phải thủ lễ quả thật là tác phẩm giáo hóa con cháu tuyệt hảo rồi làm giáo sư học phủ quan viên đứng đầu một học phủ chức trách của hắn chính là giáo hóa và huấn luyện nói trắng ra hắn còn hiểu ý nghĩa của đệ tử quy nhiều hơn đống tri phủ chúc mừng đại nhân có đệ tử quy này đại nhân không cần phải lo lắng về thành tích giáo hóa nữa rồi phùng giáo sư rất nhanh nghĩ đến then chốt bên trong ôm quyền nói với đống tri phủ Hắn đương nhiên hiểu khó xử trước mắt của Đổng Tri Phủ nếu như trình trang sách đệ tử quy này lên đã có thể đền bù mặt giáo quá không đủ một năm qua rồi. Nghe nói nguyên văn này do một vị tú tài bản phủ sáng tác, bản quan ngược lại nhờ phúc của hắn rồi. Tâm tình của Đổng Tri Phủ hiển nhiên không tệ, không còn sắc mặt phiền não như trước. Lúc mà Dương Phủ quản sự đưa tới cáo trì, đệ tử quy này cũng không phải là do nữ tiên sinh kia sáng tác, mà do một người trẻ tuổi gọi là Lý Dịch làm ra. Đổng Tri Phủ lúc này phái người đi thăm dò thư sinh kia. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn xác nhận hắn có phải là nhân sĩ Khánh An Phủ hay không. Nếu người phương khác, đệ tử quy chắc đã sớm xuất hiện, hắn chẳng phải cao hứng hụt sao. May, Lý Dịch kia không để hắn thất vọng, có công danh tú tài trong người là nhân sĩ Khánh An Phủ của hắn. Đổng Tri Phủ đã ghi nhớ cái tên này trong lòng. Nếu hắn sau này có đầu cử nhân, ngược lại có thể đối trong nôm một hai, còn có thể tiến cử với lại bộ nữa. Cũng nhờ đại nhân có phương pháp giáo dục. Phùng giáo sư rất hợp thời, vuốt mông ngựa một cái. Nếu đệ tử quy này có thể phổ biến, đến lúc đó công quân về giáo hóa khẳng định rơi xuống đầu của Đổng Tri Phủ rồi. Đổng Tri Phủ như nhớ tới cái gì, lắc đầu nói. Chỉ là tú tài gọi lý dịch kia lại có một chút không muốn phát triển, không đặt tâm tư vào trong sách, sớm ngày thi đậu cử nhân lại mở cửa hàng ở Phủ Thành. Người đọc sách không làm lại đi làm thương nhân. Nếu không phải là phái người đi kiểm chứng qua, bản quan còn thật là không tin đệ tử quy là do chính hắn làm ra chứ. Lý dịch sao? Phùng giáo sư nghe vậy sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói. Là thước kiều tiên cùng thủy điệu ca đầu lý dịch kia. Phùng giáo sư cũng biết người này à, đổng tri phủ nhíu mày hỏi hạ quan biết lý dịch người sáng tác ra thước kiều tiên cùng thủy điệu ca đầu thi tài vô song được lão học chính đánh giá là cảnh quốc đệ nhất tài tử lý dịch không biết có cùng một người với đại nhân nói đến hay không nữa phùng giáo sư ngẫm lại nói thủy điệu ca đầu tuyệt tác xuất hiện trong hội thơ trung thu à đổng tri phủ nhíu mày hắn thấy thi từ chỉ là đường nhỏ không có bất kỳ chỗ dùng nào trong việc trị quốc. Cái trò chơi mà năm đó bọn họ chơi đến chán, về phần hội thơ trung thu hắn cũng chỉ xem lướt qua, không chú ý lắm. Về sau cũng chỉ nghe có nhiều người nhắc đến thủy điệu ca đầu này. Về phần nó do ai sáng tác thì thật không rõ lắm. Nếu thật sự như đại nhân nói, người đọc sách không biết tiếng thủ như thế, nên bị gõ một cái rồi. Nếu có thể dẫn hắn trở thành chính đạo về sao có lẽ sẽ trở thành một lương tài phùng giáo sư nghe vậy nhíu mày nói làm giáo sư một phủ điều hắn ngày thường làm nhất chính là dạy bảo và khuyên bảo học sinh trong phủ không biết có bao nhiêu học sinh tính tình ngang bướng được hắn dạy bảo đi trở về con đường chính đạo nghĩ không ra ân sư lại đánh giá hắn cao như thế chứ bản quan càng thêm hiếu kỳ với người này rồi khánh nàng phủ thành hiện tại như ý lộ đã trở thành trào lưu dẫn dắt thời thượng thiên kim tiểu thơ tài tử văn nhân đều tranh nhau mua sắm đột nhiên đình chỉ tiêu thụ giới thượng lưu không khỏi bất mãn nhưng mà khi bọn hắn sắp nhịn không nổi định qua như ý phượng hỏi thăm nguyên do trong vòng một đêm phủ thành bỗng nhiên nhiều thêm ra mấy cửa hàng bán như ý lộ mới đầu mọi người nửa tin nửa ngờ dù sao những ngày qua cửa hàng bán như ý lộ chỉ có một nhà. Nghe nói có không ít người muốn mua cách điều chế của như ý lộ nhưng mà đều bị cự tuyệt. Sao bỗng nhiên loài ra nhiều cửa hàng giấy chứ? Đương nhiên đại đa số người không có bất kỳ hoài nghi đối với những cửa hàng mới mở. Bởi vì người đứng sau tất cả là ninh dương phủ bán đồ thì sao có vấn đề đấy? đương nhiên sau khi mà những người hoài nghi tự mình đi tới như ý phượng hỏi thăm thì hoàn toàn có được đáp án trưởng quỹ như ý phượng chính miệng thừa nhận đồ những cửa hàng kia đều là như ý lộ chính phẩm nói cách khác từ nay về sau sẽ không xuất hiện tình trạng như ý lộ thiếu hàng mọi người muốn mua mà không có được nữa sau khi nghi ngờ được giải khai bên trong phủ thành lập tức bạo phát một dòng tranh mua dậy sóng Vô số người mãnh liệt đi vào những cửa hàng vừa mới khai trương, tiểu nhị trong cửa hàng bận tối tăm mặt mũi, thậm chí còn lâm thời đều một vài nhân thủ từ nơi khác tới mới giữ vững được cục diện. Dương trưởng quỷ nghe được tin này, lúc đầu kinh ngạc khó tình, một lúc sau biến thành cuồng hỉ, tâm trạng lo lắng mấy hôm nay rốt cuộc cũng buông lỏng rồi. Như ý lộ, đắc hàng vượt xa hơn dự đoán quán, cứ tiếp tục thế này, căn bản không cần mấy ngày đã có thể thu hồi vốn đã bỏ ra. Nếu tình huống này tiếp tục kéo dài hai tháng sau, đừng nói bổ sung sai biệt trước đó, tiền thu của Dương Phủ nhất định vượt qua năm trước rồi. Buôn bán liệt tử còn đang được trụ bị, mà thư sinh kia còn nói nước qua, xà phòng, nếu như tất cả kinh doanh thuận lợi giống như như ý lộ. Chỉ suy nghĩ một chút đã để cho Dương quản Gia có một chút nhiệt quyết sôi trào rồi. Tiểu Dương Gia nhà mình cuối cùng làm được việc đáng tin sao? Chương 141, đến cửa răng dạy. Nghe nói không, Trừ Như Ý Phượng trong thành lại có mấy cửa hàng bắt đầu bán Như Ý Lộ rồi. Sao? Sao ta không biết, tin tức là thật sao? Thật là có việc này, trong thành hôm nay bỗng nhiên có thêm vài cửa hàng bán Như Ý Lộ, trước khi ta đến đã nhìn thấy có người mua được. Chúng ta nhanh chân qua mấy cửa hàng kia đi nếu đi muộn sợ rằng phải đợi đến thêm mấy ngày nữa đó. Mặt thấy vài thư sinh trẻ đi qua bên cạnh, dỗ dàng chạy về một hướng khác. Một trung niên nam tử mặc nho sam phổ thông có một chút kỳ quái nói. Những ngày qua, có một vật gọi là như ý lộ, Giang danh phủ thành, để các danh diện tôn sùng, sau đám nam tử cũng chạy theo như dịch giấy. Chỉ nghe một người khác bên cạnh hắn giải thích, tri phủ đại nhân có chỗ không biết, như ý lộ được rất nhiều học sinh khen ngợi. Bộ vật này lên trên người có thể tiêu tan mệt mỏi, đề thần tỉnh não, làm tinh thần người ta nâng cao gấp trăm lần. Lúc học sinh đọc sách mỗi mệt, chỉ cần nhỏ lên mấy giọt thì tinh thần vô cùng phấn chấn mà tiếp tục ôn bài rồi. Hai vị ăn mặc bình thường, chậm rãi đi trên đường này chính là Đổng Tri Phủ và Phùng Giáo Sư kia. Bởi vì đệ tử quy, bọn họ rất hiếu kỳ với tú tài lý dịch, muốn đi xem thử nhân vật dạng gì có thể viết ra văn chương dạy học có công lớn trong việc giáo hóa đương nhiên trừ nguyên nhân này ra còn mượn cơ hội giáo quấn hắn để hắn cải tà quy chánh dụng tâm vào việc cầu lấy công danh nếu như sau này hắn thật có thành tựu chuyện được tri phủ và giáo sư tự thân răng dạy để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ từ đó dốc lòng cầu học cũng có thể truyền ra làm một giai thoại như thế cũng xem như hắn đang tạo phúc cho học sinh Khánh An Phủ của chúng ta. Đổng Tri Phủ có một chút kinh ngạc. Đối với như ý lộ, hắn thật ra cũng không có gì xa lạ. Những ngày gần đây, nữ quyến trong nhà thường xuyên sử dụng vật này. Phu nhân còn đề cập qua trước mặt của hắn. Vật này bị đông đảo danh diện tranh đoạt. Nếu không phải nàng trước đó đã bảo nha hoàng đặt mua mấy chục bình, chỉ sợ đến lúc hết vẫn không có mua được. Nhưng mà hắn lần đầu biết được như ý lộ còn có hiệu dụng như thế chứ. Nếu có thể giúp cho những học sinh để bọn hắn càng thêm dụng tâm ôn bài cũng coi như là một công lớn. Đúng vậy, bên trong học phủ đã có không ít học sinh dùng thử rồi, thật là có tác dụng rất lớn. Hạ Quan đang tính mua một nhóm nhìn xem có thể sử dụng hay không. Phùng giáo sư gật đầu. Hôm qua, sau khi mà Đổng Tri phủ đưa ra ý muốn đi gặp tài tử gọi là Lý Dịch, hắn đã tiến hành điều tra một chút lúc này mới phát hiện tác giả đệ tử quy chính là người được học chính đại nhân đánh giá là cảnh quốc đệ nhất tài tử đồng thời cũng là trưởng quỹ như ý phường có chút danh tiếng tại khánh an phủ như ý lộ gian dội phủ thành cũng xuất từ tài của hắn vật này tuy tốt chỉ là đóng tri phủ chuyển lời nói chỉ là làm cho người đọc sách vẫn nên đặt tâm tư vào cái việc cầu lấy công danh Người này đã có tài như thế, thật là lãng phí chứ." Phùng giáo sư vội vàng tiếp lời. "Tri phủ đại nhân nói đúng, hắn có thể viết ra bài văn giáo hóa như là đệ tử quy, chắc là kiến giải độc đáo đối với việc dạy dỗ, nếu không thì để cho hắn làm một học quan bên trong huyện học, không chậm trễ khảo thủ công danh, còn có thể đóng góp một chút sức lực cho giáo hóa." "Ừm, như thế rất tốt." Đổng Tri phủ gật đầu tán thành. Lúc này Phùng giáo sư chỉ phía trước nói Đại nhân sắp đến như ý phường rồi Sau một lát Trước cửa như ý phường Đổng tri phủ ngẩng đầu nhìn ba chữ Như ý phường trên bản hiệu cửa hàng Nhìn không được mở miệng tán thử một tiếng Hảo tự Khó trách học chính đại nhân Đánh giá hắn cao như thế Chỉ bằng chiêu thư pháp này Sợ rằng không có mấy người đương thời Có thể bị kịp Phùng giáo sư âm thầm sợ hãi tháng phục Thật lâu sau, ánh mắt mới rời khỏi bản hiệu, quay đầu mở miệng. Đại nhân, mời. Tục ngữ nói, muốn bắt được tâm một nữ nhân, đầu tiên phải bắt được dạ dày của nàng. Lý dịch cảm thấy hắn cách mục tiêu này rất gần. Qua mấy lần nhiệt tình mời, nữ bộ khoái gọi Lý Minh Châu kia mỗi một lần đi tuần nhai ngang qua thì đều ghé lại uống mấy chén rượu. Nếu như kịp giờ cơm, có khi sẽ ngồi xuống từ từ dùng cơm. Loại nữ nhân không bám vào một khuôn mẫu, tính tình hào sản, thật là không giống như người của hoàng gia, càng giống như nhi nữ của giang hồ hơn. Lý dịch bỗng nhiên cũng sẽ hoài nghi, nàng thật sự là quận chúa hoặc là công chúa gì đó. Bất quá nhìn Lý Hiên bộ dáng liền biết, con cháu hoàng thất cảnh quốc có khả năng đặc biệt như vậy, chí ít tính cách mười phần thân cận với dân. Dù sao thì từ xưa đến nay, hắn chưa nghe nói qua vị quận chúa hay là công chúa nào xem bộ khoái như làm nghề nghiệp chính của mình. Mặc kệ nàng có phải nhất thời hưng khởi thể nghiệm loại cuộc sống này hay không. Đứng ở một góc độ ngoại nhân, tối thiểu nhất, nàng tận chức trách mười phần, điều này cũng làm cho Lý Dịch lao mắt mà nhìn rồi. Một vị bộ đầu ghét ác như cừu, tận trung cương vị công tác. Không có việc gì thì đến trong tiệm ngồi một chút, còn có ai đuôi mù dám gây chuyện chỗ này chứ? Lúc Lý Dịch nghĩ tới đây, có hai bóng người đi vào cửa hàng. Tuy Đổng Tri Phủ hôm nay mặc thường phục, không có mặc quan phục, nhưng mà chức vị cao lâu ngày, trên người tự nhiên có một loại khí tức thượng dị giả. Vì muốn giáo quấn vị tú tài kia, thần sắc hơi có một chút nghiêm túc, không giận tự quy. Ánh mắt nhìn vào trong đường, lần đầu tiên nhìn thấy không phải thư sinh kia mà chính là một vị nữ tử thanh lệ, người mặc trang phục bộ khoái màu lam nhạt. Lúc đóng tri phủ đi vào, nữ tử kia cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn. Trong nhảy mắt, nhìn thấy nữ tử kia bước chân đóng tri phủ hơi dừng lại, thân thể run run vẻ quy nghiêm trên mặt tiêu mất, nghiêm mặt, đang muốn mở miệng. Nữ tử kia tùy ý lắc tài, đóng tri phủ muốn nói gì đó, lập tức ngăn lại từ trong cổ họng. Phùng giáo sư lại không biết nữ tử này. Sau khi vào cửa, trên mặt phủ lên vẻ nghiêm nghị ngày thường trước mặt học sinh, đi đến trước mặt của một vị nam tử trẻ tuổi duy nhất trong đường hỏi, Người chính là Lý Dịch à? Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, không phải chứ, thật là có người đến gây chuyện sao? Người này vừa vào cửa, lộ ra một vẻ mặt như đưa đám, chỉ mặt gọi tên chính mình, xem ra kẻ đến không thiện rồi quay đầu nhìn Lý Minh Châu nhảy mắt một cái. Ý là bộ đầu, người này muốn quậy phá ngay trước mặt cô kìa, cô lại mặc kệ không quản sao vậy? Lý Minh Châu nhấp một ngậm rượu, biểu hiện trên mặt xinh đẹp không có gì thay đổi cả. Đệ tử quy kia, do người sáng tác sao? Thấy Lý Dịch không trả lời, Phùng giáo sư chỉ nghĩ bị mình hù cho sợ rồi, tiếp tục hỏi. Đệ tử quy à? Lý Dịch giờ mới hiểu nguyên lai like đối phương không phải là đến gây chuyện. Hôm qua, Tần Tình đã nói với hắn, tri phủ đại nhân đã từng phái người đến lấy một bản đệ tử quy đã chỉnh sửa từ nàng. Lý dịch lúc ấy còn hơi kinh ngạc. Người biết đệ tử quy chỉ có hắn, Tần Tình và đám nhóc, tri phủ đại nhân làm sao mà biết được. Bất quá bây giờ không phải lúc nghi vấn tri phủ là đại quan tri phủ khánh an phủ không sai biệt lắm với chủ tịch thành phố hậu thế á phẩm giai rất cao không dám thất lễ lý dịch lập tức đứng lên tri phủ đại nhân đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón mời ngồi mời ngồi hắn không hiểu sao cách chào hỏi đại quan bằng vào một chút ấn tượng khi mà xem phim truyền hình ở trong đầu vội vàng nói lý dịch làm thế để cho phùng giáo sư hoảng sợ vội nhảy một cái vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt lập tức biến mất tri phủ đại nhân còn đang ở bên cạnh cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám ngồi. Chương 142 Bệnh lạ Chở của nội bậy, bản quan chính là giáo sư Khánh An Học Phủ. Phùng giáo sư bị lý dịch hôn một câu, sặc cho đến ho khang hai tiếng có chút xấu hổ nói. Giáo sư à, lý dịch hơi kinh ngạc, nhìn trung niên nam tử trước mặt. Đầu tiên nghĩ đến giáo sư đại học hậu thế sau một khắc mới phản ứng giáo sư ở chỗ này giống như một loại quan chức thôi chủ yếu phụ trách giáo dục một phủ giáo sư khánh an học phủ địa vị không sai biệt lắm so với sở trường giáo dục hậu thế thôi bất quá hắn lại không quy định đi thi khoa cử đừng nói hắn là sở trưởng sở giáo dục xem như bộ trưởng bộ giáo dục cũng không quản được chính mình đã không phải là tri phủ lý dịch cũng sẽ không cần quá để ý bất quá rất hữu lễ dù sao hắn còn có thân phận tú tài cung cung kính kính giái chào nói bẩm đại nhân đệ tử quy thật là do học sinh đã viết ra rất không biết xấu hổ chiếm thành quả lao động của người khác làm của riêng hơi có một chút đỏ mặt phùng giáo sư hơi gật đầu người trẻ tuổi trước mắt có dáng dấp nhất biểu nhân tài xem cử chỉ lời nói của hắn tựa hồ cũng biết là người lễ nghĩa rồi ấn tượng đầu tiên đổ với hắn, coi như không tệ bất quá ngẫm lại cũng đúng có thể giết ra đệ tử quy phẩm đức tất không kém nếu có thêm chút dẫn đạo khiến cho hắn quay về chính đạo ngày sau có thể có một phen thành tựu nói thông tục hắn cho rằng lý dịch còn có thể cứu được hai lòng gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía đổng tri phủ dù sao đổng tri phủ mới là nhân vật chính hôm nay có một số việc hắn làm thai không tốt đổng tri phủ giống như không nhìn thấy ánh mắt quán đánh giá trang trí trong cửa hàng một hồi đi nhìn kệ hàng một hồi nhìn thấy bức họa trên tường không có ý mở miệng phùng giáo sư thấy thế hơi sững sờ đổng tri phủ thế nào đây không phải đã nói hắn muốn đích thân răng giải sao trước khi đến đổng tri phủ cũng cố ý dặn dò không được tiết lộ thân phận xem như một thuộc hạ của mình đến giáo quấn nhưng phùng giáo sư nào dám xem người ta như cấp dưới thấy đối phương bạc quan thì thôi tự mình đến nói phùng giáo sư không biết trong lòng của đổng tri phủ bây giờ còn có chút hiếu kỳ vì sao mà vĩnh lạc công chúa lại ở chỗ này có quan hệ với thư sinh này như thế nào chứ đệ tử quy này có vận luật trôi chảy nội dung thông tục tuyên dương thánh nhân đạo bản quan và tri phủ đại nhân đã thương nghị muốn lấy nó làm thư tịch dùng để dạy dỗ trẻ nhỏ, quảng bá khắp phủ, người có bằng lòng hay không? Phùng giáo sư nhìn Lý Dịch trầm giọng nói. Lý Dịch nghe thế cũng không có gì kinh ngạc. Hôm qua, thời điểm tận tình nói cho hắn biết chuyện này, Lý Dịch làm tốt chuẩn bị có người tìm tới cửa rồi. Xuyên qua mấy tháng nay, hắn đã không sai biệt rõ ràng tất cả tình huống của thế giới này. Lúc trước, khi đọc nhìn thấy quyển cảnh quốc chí kia, hắn hoàn toàn mộng bức đối với lịch sử cảnh quốc nhưng mà xem kỹ có được dấu vết quen thuộc hạ thương chu tần sở hán ngụy tấn nam bắc triều đều có phương hướng chung không thay đổi tất cả nhân vật lịch sử thời đó đều vẫn xuất hiện lý dịch tiến hành so sánh với lịch sử trong đầu phát hiện vấn đề mấu chốt bánh xe lịch sử chính thức đi chợ ra lối rẽ đại khái là vào thời tùy đường đường quốc kết thúc thời loạn thế của triều tùy nhưng mà sau khi dựng nước không lâu nên đón một lần đại phân liệt hình thành chính quyền các cứ cùng loại với ngũ đại thập quốc cảnh quốc được thành lập ngay tại thời điểm này cho tới bây giờ đã qua 60 năm thế giới này không có tam tự kinh không có thiên tự văn tuy là các sách dở nhập môn thay thế nhưng mà rất tối nghĩa khó hiểu không thích hợp cho hài đồng học tập còn kém đệ tử quy dễ hiểu thông tục rất rất xa Đệ tử Quy ở đời sau nhận không ít tranh luận trái chiều, có người nói Tuyên Dương ngu dại, chỉ thích hợp với xã hội phong kiến cổ đại thôi. Phải trải qua một thời gian, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không nhỏ, nhưng mà nếu đặt vào cảnh quốc, tư tưởng nho gia vẫn là chủ lưu của thời đại, sợ rằng không có người nào dám nói đệ tử Quy là ngu dại cả. Phụ Vi Tử Cương quân di thần cương ai dám nói đây là tư tưởng phong kiến chẳng lẽ muốn tạo phản à con thì phải nghe lời cha mẹ thần phải tòng quyền vua chụp cái mũ này xuống chỉ sợ người có quyền thế hơn cũng phải bị nghiền nát những tin tức chợt lóe lên trong đầu lý dịch nhìn phùng giáo sư một lần nữa ôm quyền nói hết thảy do đại nhân làm chủ vị giáo sư này thương lượng với tri phủ còn đến đây hỏi ý kiến của mình đây không phải là sự việc đã định à. Nếu như sự thật, cảm thấy lấy không đồ vật của người khác không tốt, tùy tiện cho hắn mấy ngàn dạng lượng là đốt rối. Trẻ nhỏ dễ dại, phùng giáo sư càng an tâm. Tâm đạo của Tú Tài trước mặt này không quá cứng nhắc, nhìn qua có thể uống nắng rồi. Lý Minh Châu nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Đệ tử quy này là vật gì? Thế mà Đổng Tri Phủ và giáo sư học phủ đến tận đây, chẳng lẽ thư sinh này còn có bản sự mình không biết sao? Nghĩ vậy, thời điểm lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, trong mắt của nàng hiện ra vẻ khác lạ. Về phần Đổng Tri Phủ, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một người hầu hợp cách, không nói một lời đứng sau lưng của vùng giáo sư. Đại bộ phận lực chú ý đều trên người của Lý Minh Châu. Người có tài học như thế, sao không muốn phát triển, khảo thí công danh, ra sức vì nước, làm người đọc sách, thế mà đi con đường của tiện dân. Những năm qua đọc sách thánh hiền đều trôi theo dòng nước hết rồi à. Hỏi thăm tượng trưng lý dịch một hồi, rốt cuộc đi vào vấn đề chính. Phùng giáo sư nghiêm mặt nhìn hắn nghiêm túc nói, thành nằm cũng cao hơn vài phần. Đây cũng chính là bộ dáng hắn ngày thường khi mà răng dạy học sinh. Lý dịch giật mình, không có nghĩ tới cha này trở mặt như lật sách vậy mới vừa rồi còn lộ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình sau một khắc lại biến thành cái mặt quan tài lý dịch nhất thời chưa kịp phản ứng ngẩn người thấy biểu hiện của hắn phùng giáo sư tự nhiên nghĩ hắn bị mình răng dại đến xấu hổ đang dừng tại biên giới bồi hồi tỉnh ngộ sắc mặt hơi giãn ra nhìn hắn nói nể tình ngươi góp công vào việc giáo hóa của bản phủ bản quan có thể phá lệ cho phép ngươi là một học quan ở bên trong quyện học không ảnh hưởng đến việc đọc sách mà còn có thể trợ lực không nhỏ đối với việc người khảo thí công danh sau này. Trước đánh giá một gậy cho bất tỉnh, sau cho ăn một quả táo ngọt, Phùng giáo sư chấp trưởng phủ học nhiều năm, sớm đã dùng một chiêu này lô quả thuần thanh rồi. Hơi ngẩng đầu, nhìn lên thư sinh trước mặt, chờ nhìn thấy vẻ mặt mang ơn của hắn đối với mình. Học quan của huyện học, tuy là phẩm giai bất nhập lưu, nhưng mà lớn nhỏ gì cũng là quan viên nghe cử nhân có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới nhưng mà người được công danh tú tài chen bể đầu cũng muốn lấy được chức vị này đó nếu như sau này có may mắn đậu cử nhân có lẽ sẽ được trực tiếp thành chức chờ lại bộ quỷ nhiệm thôi học quan sao lý dịch kịp phản ứng sắc mặt lập tức biến đổi Hắn trước đó không lâu mới thoái thác chức tiên sinh học đường, bây giờ là con người muốn hắn đi làm học quan cái gì đó. Ồ, đúng là có hứng thú à. Nếu học làm quan gì đó, chỉ sợ trên dưới đều sẽ bị người quản chế, không thể nằm trong sân mà phơi nắng, làm việc không thể tùy tâm mà sở dục. Một tháng chỉ sợ chỉ có thể kiếm vài đồng tiền, còn không bằng lời khi mà bán được một bình như ý lộ. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng lý dịch đã có ý cự tuyệt. Thế nào, ngươi không nguyện ý à? Phùng giáo sư nhìn bộ dáng quán nhíu mày hỏi. Không phải học sinh không muốn. Lý dịch đứng thẳng người, đoan chính, thi lễ phùng giáo sư, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Thật ra học sinh từ nhỏ có bệnh dữ, mỗi lần mà nghĩ đến khảo thí công danh, làm quan cái gì đó, nằm trên giường không có dậy nổi. Bệnh nặng một trận, rơi vào đường cùng mới từ bỏ công danh. Ngược lại làm thương, tâm ý của đại nhân học sinh hết sức cảm động nhưng mà vì trời sinh bệnh dữ cũng chỉ có thể cảm ơn hảo ý này phùng giáo sư nghe vậy sững sờ bệnh dữ cái quái gì đấy trên đời này còn có bệnh không thể làm quan viên à Ù. các bạn vừa nghe xong tập 20 tiểu thư sinh tiêu dao cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt